Bên ngoài Saika, một cửa hàng đá bào ở khu Asakusa, thủ đô Tokyo, rất đông khách hàng đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt. Tất cả đều mong muốn được thưởng thức món đá bào của cửa hàng, một cách thức giải nhiệt tuyệt hảo trong mùa hè nóng bức. Hôm nay trời rất nóng nên tôi đến đây để thưởng thức món đá bào. Nó rất ngọt, mát và ngon lành nữa. Ngồi bên bạn bè, cùng với những bát đá bào mát lạnh, với đủ màu sắc hương vị từ sữa và siro, rõ ràng là lựa chọn phù hợp nhất đối với người dân Tokyo vào lúc này, thay vì các hoạt động ngoài trời. Chúng tôi định đi dã ngoại nhưng lại sợ trời nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy chúng tôi đến đây để ăn đá bào giải nhiệt. Chủ cửa hàng cho biết lượng khách hàng đã tăng đột biến trong tháng 6, giữa lúc Tokyo phải trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong gần 150 năm qua, với nhiệt độ liên tục ở mức 35 đến 36 độ C và được dự báo có thể lên tới 40 độ C. Tôi nhận thấy khách hàng đã đến với cửa hàng của tôi sớm hơn mọi năm và lượng khách cũng đông hơn bình thường. Có lẽ việc mùa mưa kết thúc và thời tiết nóng sớm hơn so với mọi năm là lý do khiến chúng tôi có nhiều khách hàng hơn. Người dân Nhật Bản sẽ tiếp tục phải tìm cách chống chịu với cái nóng kỷ lục trong những ngày tới, bởi theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 7. Giới chức Nhật Bản hiện đang cảnh báo nguy cơ thiếu hụt điện năng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân tăng đột biến.